Khán giả Huy Nguyễn có câu hỏi là thầy cho em hỏi lợn bị viêm da tiết dịch thì điều trị như thế nào ạ? Trong trường hợp mà viêm da thì trên thực tế nó có rất nhiều các cái nguyên nhân gây nên viêm da, ví dụ viêm da do thiếu kẽm, ví dụ như viêm da do thiếu sắt, viêm da do cái hội chứng quai cọc đó, và viêm da là trong cái trường hợp mà viêm cái lỗ chân lông, hoặc là trong trường hợp viêm da mà do kế phát từ một số cái bệnh ký trùng ngoài da, ví dụ như là ghẻ, ví dụ như là nấm đó. Như vậy là tùy theo từng cái trường hợp mà chúng ta tác động. Như vậy thì viêm da tiết dịch thì anh cần phải thực hiện các cái bước sau đây. Bước thứ nhất phải xử lý cái môi trường chăn nuôi. Như vậy thì cái môi trường chăn nuôi đây là phải là sạch sẽ này, khô ráo này, và đồng thời là phải dùng thuốc sát trùng để tẩy uế cái chuồng nuôi đó, có thể sàn nuôi hoặc là chuồng nuôi. Thì đấy là cái bước thứ nhất mà anh cũng như bà con cần phải lưu ý. Thứ hai là phải xử lý cái vùng da bị viêm. Thì đối với vùng da bị viêm ấy, thì anh cũng như bà con cần phải lưu ý là dùng nước lá chầu không sắc đặc nha, để gì tra sát lên cái vùng da bị viêm. Và hay nói cái khác là phải rửa sạch cái vùng da bị viêm. Thậm chí là nếu mà nó bị viêm dày thì phải dùng cả bàn chải để đánh cho hết cái tổ chức mà sùi, hoặc là cái tổ chức mà sừng hóa đi. Sau khi mà dùng nước lá chầu không sắc đặc xong rồi thì lại dùng tiếp cái nước mà phèn chua 3% để mà tắm tiếp. Thì nước lá chầu không đã thấy là nó có cái kháng sinh thực vật gọi phytoxit, và có một số loại tinh dầu cũng có tác dụng rất tốt đối với việc mà sát trùng và diệt vi khuẩn. Và đồng thời ý nước phèn chua thì nó cũng có tác dụng rất tốt để làm gì, nó cũng có tác dụng để diệt khuẩn, và đặc biệt nó cũng tác dụng làm se cái vùng da mà bị viêm loét rất là nhanh và rất là tốt. Do vậy là tắm nước lá chầu không xong rồi thì lại tắm nước phèn chua, và sau khi mà tắm nước phèn chua xong rồi thì dùng cái vải gạc hoặc là những cái khăn mà thấm nước thấm khô cái vùng da đó, rồi anh bôi ký iốt đin 10%. Thì cái tắm thì chúng ta chỉ tắm ngày một lần, nhưng khi mà bôi cái iốt đin thì anh phải bôi là ngày 3 lần, sáng trưa chiều, là thì đấy là cái tác động ở trên trên da. Và cái bước thứ hai là cần phải lưu ý, đó là bổ sung thêm một số các cái nguyên tố vi lượng mà có thể nó sẽ là những nguyên nhân mà gây nên hiện tượng viêm da. Đó là bổ sung chế phẩm kẽm như là glucolate kẽm, hoặc là bổ sung cái zimic A15. Đồng thời là cũng phải bổ sung thêm cái chế phẩm sắt, ví dụ như là canola sắt hay là cái gì gọi là viên sắt hoàn nguyên. Thì đấy là cái việc mà bổ sung. Và thứ ba là phải dùng thuốc kháng sinh để mà điều trị cái hiện tượng mà bụi nhiễm vi khuẩn. Thì kháng sinh đây là anh có thể dùng này, buổi sáng dùng A mốc NA tiêm, và buổi chiều là dùng là Gentamicin hoặc là Lanco xin để tiêm. Thì đấy là cái phác đồ điều trị cái viêm da tiết dịch. Và cái liệu trình điều trị ở đây thì anh cần phải lưu ý cái thời gian điều trị nó sẽ phải kéo dài, ít nhất là 7 ngày, và có trường hợp là phải 10 ngày. Vâng.